Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bếp Bất Thái. Mình là Ốc. Hôm nay bọn mình sẽ chơi tiếp một tựa game về con quái vật Chu Chu Cha mà Bê Quy Thành mới tìm được. Đó chính là con quái vật tàu chân nhẹ đúng không Ốc? Đúng rồi, và trước khi vào video nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Bọn mình sắp đạt 1 triệu sắt rồi, đăng ký kênh đi. Rồi bây giờ chúng ta vào chơi game để xem cái con tàu ảo Macarada này sẽ làm gì, hay là tàu pha ke nhá. Ok, đi thôi. Eo, đúng là Chu Chu Cha pha ke. Nhìn chả sợ gì nhở, miệng cười tươi trông như kiểu đồ chơi ấy. Đúng rồi, mà con này á nó phải có chân nhện cơ. Thế này cứ đi mỗi vòng vòng thì tàu đồ chơi sợ gì. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào chơi nhá. Đây này, nó đây này đúng không ông? Ui, đêm đầu tiên à? Thế ở đây bao nhiêu đêm? Không biết được. Nghe nói là chúng ta sẽ phải đi tìm những cái thẻ để quẹt những cái mỗi cái cánh cổng này sẽ có cái thẻ màu tương ứng như cái màu bên trên kìa ốc kìa. Sau đó chúng ta tìm đủ thẻ chúng ta sẽ quẹt vào đây. Và chúng ta sẽ thoát khỏi khu này. Mình đang bị nhốt trong một khu có cái con tàu Chu Chu Cha phiên bản pha ke, nó sẽ sống ở đây luôn ấy. Thế bây giờ đi cửa nào đầu tiên? Anh sẽ đi cửa màu xanh dương vì anh rất thích màu xanh. Và mình sẽ đi theo hướng đường ray này các bạn. Vừa đi vừa trốn, không là gặp con tàu nó đuổi mình đi. Đây là bẫy của nó đấy. Đúng rồi, nó là con tàu chân nhện mà. Mình mà mắc vào tơ phát là nó xuất hiện ra, nó tóm cổ mình luôn. Nó đi. Đâu. Ui, sao cái con trong nhà nó không có chân mà con bên ngoài chân. Ui, không phải tàu đồ chơi cơ mà đã chê nó à. Lại nhá. Eo, thế đi đến bao giờ? Thế nó cứ đi vô tận, thế thì đi đến bao giờ mới tìm được thẻ? Đây là mình sẽ tìm ở những chỗ đèn sáng này thì phải. Đúng rồi, không có lý do gì mà nó lại có đèn, đúng không? Đây có cái cột đèn nữa này. Sao đi xuống chỗ này lộ liễu thế? Có bụi cây đây đây. Trốn à? Đây rồi. Thẻ. Ok, bây giờ phải quay trở lại cái trạm với cái ga vừa nãy các bạn ạ. Mình đi tìm cái thẻ màu xanh, mình lạc sang cái chỗ có thẻ màu vàng. Đi đó đấy. Ui. Nó đi rồi, chạy. Các bạn ơi, chạy. Chạy chứ chạy. Ơi, nó đuổi. Nó không đuổi. Nó đi qua nó rồi. Nó quay về đây mà. Thấy không? May là anh tỉnh táo không ngáo như ốc nha, mà nó tóm cổ mình nó mặt thì thôi rồi. Chạy theo nó đi. Ê, lúc nó chạy trên đường ray nó chỉ là con tàu bình thường thôi, nhưng lúc nó nhìn thấy mình nó bắt đầu xòe chân ra đúng không? Chết rồi, mình cái chạm ở đâu nhỉ ông nhỉ? Chết rồi Thành ơi. Mắc tờ nhện rồi. Chết rồi, nghe âm nhạc là biết có điểm các bạn. Nó đuổi được Bê Quy Thành rồi. Đánh đèn ngay sau đít thôi. Anh chạy đường này. Đừng kéo giờ khinh thường anh. Đây, khu này có nhiều đường ray, chạy về chắc chắn là đây rồi. Ui, nó đi chạy qua đây luôn á. Ấy, nó sắp chạy vòng ấy, nó sắp chạy vòng ra ấy. Chết rồi, về đến trạm rồi mà còn bị nó đuổi. Nhục thế không biết được. Ôi giời ơi. Ui giời ơi, đi qua cả cái chân của nó đã quá. Chạy vòng quanh. Đi ra chạy ngoài đi, chạy vòng quanh đi. Ôi. Mắc vào đá rồi. Mắc vào đá lại thoát. Chạy về. Kìa, chốt quẹt thẻ kia ốc ơi. Đây. Mình được một cái rồi. Một cái thẻ vàng. Ôi, nó quay về rồi. Vô địch thiên hạ luôn. Gì vậy? Bẫy răng khắp từ cái bên này sang bên kia luôn. Mình phải leo lên cao xong rồi vòng xuống thì mình mới đi sang bên cái đèn kia được. Đây có thẻ. Đây. Thẻ tím. Về. Nó ngay trên đầu. Nó trên đầu à? Nó vừa đi qua đấy. Đấy à? Đây, chạy thẳng theo đường này là về tới cái chỗ đấy. Ôi giời. Nó ngay đằng sau gọi ô tô. Đừng bắt tao.
Trước mặt có lẽ là đường cụt rồi. Ôi ôi, xịt khói không thấy không? Ờ, nó giống như đánh rắn đấy. Tàu ảo rồi đấy. Ừ. Nó đuổi đấy. Để ngó bên trong à? Ôi, 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 ôi. Các bạn thấy không? Cái đầu nó chui xuống dưới gầm của nó luôn. Thất bại. Mới được hai cái ốc rồi. Chơi ngu như anh nó chả được hai cái. Không. À, thẻ thẻ màu xanh lá. Về đi, đừng có đi đường đấy nữa, về đi. Về bên nào nhớ không? Có, về hướng bên này. Đi đi, sợ gì? Như chạy lúc nãy vẫn kịp đây. Nó đây, nó đây, nó đây. Nó đây, nó đây. May không nghe lời ốc, bây giờ mình chạy nè. Đấy, mình phải thông minh. Anh em chạy ra khỏi đấy, nó bóp bóp cổ rồi. Có thể bẫy, 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 bẫy. Rất nhiều tơ nhện bẫy luôn. Mình làm sao tránh được cái đường ray và trốn ở trong bụi nha các bạn. Nếu mà để nó nhìn thấy thì thôi. Ôi, ôi sao? Xong rồi Thành ơi. Nó biến hình ra con chân nhện đấy. Chạy thôi ông ơi. Ôi, không chạy được, không chết. Hết map các bạn ạ. Còn đôi 4-5 cái. Trời ơi. Cái màu xanh mình vẫn chưa tìm được này. Đi sang cái màu đỏ đi. Ờ, đi cái màu đỏ đi, ngược hoàn toàn bên kia đi. Khu nhà này có đèn đâu. Kia, có đèn đấy. Ờ ờ. Nhiều đèn luôn. Chắc dưới đèn có. Không có. Đèn này có. Đấy, 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 thấy đỏ luôn các bạn. Quay về đi. Biết đường về không? Có. Nó quay, ấy, nó quay lại, nó quay lại, nó quay lại. Ê, vào đi, vào đi. Màu đỏ rồi. Ui, vào tận trong này nó vẫn còn đuổi á. Hơn nó tự bỏ đi rồi. Mình sẽ chạy đi lối khác. Còn màu xanh mình vẫn chưa tìm được kìa. Ê, nấu đi, nấu đá, nấu đá, nấu đá. Nấu đá mà em nói anh như kiểu ngào đá vậy không? Nấu vào viên đá. Đây là đi cửa màu gì đây? Màu xanh, màu xanh. Chỉ cần đi lệch một cái thôi là mình sẽ không thấy được cái gì. Mình thấy được cái nịt và mình thấy mệt nữa, đúng không? Đúng vậy. Mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Chạy đi, chạy theo đường dây đến lúc nó sẽ bỏ cuộc thôi mà. Đừng cắn tao ai à, đừng cắn tao ai à. Đây rồi, thấy thẻ hồng luôn rồi. Nhìn thế. Đấy, nó bỏ cuộc rồi. Chạy lại luôn. Không, đợi nó đi qua đi ông ạ. Đây rồi, tới rồi. Ừ. Nó chán rồi, nó bảo anh thắng đi đấy. Chán rồi à? Ờ. Xin tạm biệt bạn. Được rồi. Đây đây đây. Còn 3 cửa nữa cơ. Trời. Trời ơi, đừng đuổi tao. Đi vào cửa xanh ngọc. Đừng đuổi tao nữa, tao xin mày đấy. À, đèn nó soi ngay đít luôn. Ôi ôi. Ôi, ôi anh ơi. Ôi. Ai. Ai. Rồi và thế là hết. Bê Quy Thành sau 5 đêm không thể thoát khỏi đây thì Bê Quy Thành đã trở thành người tù. À nhầm, ý là tù nhân bị giam cầm ở thế giới này vĩnh viễn rồi. Ôi giời ơi, thế nếu mà chúng ta tìm đủ những chiếc thẻ ở những cái cánh cổng màu sắc thì chúng ta có thể thoát được đúng không ốc? Thì tất nhiên rồi, thì không tìm được thì không thoát mà tìm được thì nó thoát. Ờ, nói thì như nói. Bây giờ thì tìm đủ xem nào, xem mình có thoát được dễ dàng không nhá. Ok. Úi giời ơi, sắp xong rồi còn nó còn nhìn thấy ông ơi. Đây chiếc thẻ cuối cùng rồi các bạn ạ. Nhanh lên chạy. Chạy 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 chạy. Không phải chỗ này. Đấy đây 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 đây, quét 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 vào. Thẻ cuối cùng là quét. Thẻ vàng á. Rồi chạy đi, cắm đầu mà chạy. Úi nó vẫn đuổi mà.
Thoát rồi. Vậy là chúng ta đã được trả tự do các bạn ạ. Và nhà phát hành game hỏi là các bạn có muốn thoát khỏi con tàu nhện rình rập này lần nữa không? Không, không muốn vào đấy nữa đâu. Trời ơi, đi tìm cái thẻ mà cháu hết cả mặt. Có một cái map mà đi lạc xong rồi còn đi toàn đâm đầu đến cuối map mà chả thoát được. Ờ đúng rồi, thôi bọn mình phải đi nghỉ đây để còn lấy sức chơi những game khác. Đúng rồi, và nếu các bạn thích video đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt xem quảng cáo nhá. Và nếu có game gì hay bình luận dưới để bên Quân Thành và Ốc chơi. Bye bye. Ôi rồi, tựa game đơn giản mà chán mặc quá. Sang chấn tâm lý.